Mẹo hay khử mùi hôi ẩm mốc trong nhà. Khi thời tiết ẩm ướt hay mưa nhiều, trong nhà thường xuất hiện các mùi hôi gây khó chịu, thậm chí còn phát sinh ra nấm mốc gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những cách giúp các bạn đánh bay ẩm mốc trong nhà, cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1. Dùng quả dứa Bạn cắt hai đầu quả dứa, bỏ hết phần ruột, chỉ lấy phần vỏ, đặt một cây nến vào giữa và để ở góc nhà hoặc nơi có mùi ẩm mốc. Sức nóng làm dứa giải phóng mùi hương khắp phòng, Mỗi ngày bạn chỉ cần đốt nến khoảng 10 phút và một quả dứa bạn có thể sử dụng khoảng 3 ngày. Số 2, dùng trà. Bạn lấy trà khô gói trong giấy báo rồi đặt ở những góc tủ, những nơi ẩm mốc, sau một đêm trà sẽ hút ẩm và khử mùi hôi. Với cách này bạn không cần phải lo hóa chất ảnh hưởng sức khỏe nữa. Khoảng sau 2 đến 3 ngày bạn có thể thay gói trà mới để khử mùi hay giúp căn phòng của bạn có mùi hương dễ chịu hơn. Số 3, sử dụng tinh dầu bạn có thể chọn những lọ tinh dầu hương bạc hà, hương chanh xả mang về và mở nắp đặt ở các góc phòng. Tinh dầu sẽ xua đuổi hết những mùi hôi khó chịu trong nhà của bạn. Số 4, dùng cà phê. Cà phê ngoài là thức uống ngon cho bữa sáng ra, cà phê còn là nguyên liệu có khả năng hút ẩm, hút mùi rất là tốt. Bạn đặt chén cà phê hay bã cà phê tại các góc phòng hoặc nơi có mùi hôi khó chịu, cà phê sẽ giúp bạn khử mùi rồi thay vào đó là mùi cà phê dịu nhẹ, dễ chịu. Sau một ngày bạn nên thay chén bã cà phê khác để tiếp tục khử mùi. Số 5. Dùng giấm hoặc chanh. Chanh, giấm là nguyên liệu lúc nào cũng có trong bếp nhà bạn. Ngoài công dụng giúp món ăn ngon miệng hơn, giấm và chanh còn giúp các chị em nội trợ làm sạch vật dụng nhà bếp giảm mùi hôi căn phòng của mình. Chuẩn bị một nồi nước sạch rồi đun sôi cùng với giấm hoặc chanh trong khoảng 10 phút. Hơi nước sẽ tỏa ra khắp phòng và giúp giảm mùi ẩm mốc rất nhanh chóng. Trên đây là những cách khử mùi ẩm mốc trong nhà giúp căn nhà của bạn thoáng mát, thoải mái hơn chúc bạn vui vẻ